Salah tiến lại vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Jurgen Klopp. Anh định tiến đến gần hơn nhưng bị tiền đạo Darwin Núñez đứng gần đó can ngăn. Khi đó Salah mới bớt giận và quay đi, còn Klopp chắp tay ra sau lưng và nhìn vào sân. Nếu tôi nói cho bạn về kịch bản này cách đây một năm, có lẽ chẳng mấy ai tin là sự thật. Salah và Klopp chính là hai biểu tượng trong kỷ nguyên thành công của Liverpool trong những năm vừa qua. Klopp nâng tầm Salah và chính Salah là nhân vật chính trong mọi chiến tích của Liverpool. Người ta cũng tưởng viễn cảnh hạnh phúc đấy sẽ kéo dài mãi mãi cho đến lúc hai bên không còn đi được thêm với nhau nữa. Thế nhưng cuộc tình nào thì cũng có lúc tàn. Điều đó thì ai cũng biết, nhưng buồn ở chỗ nó lại xảy ra ngay trong thời điểm này của mùa giải. Liverpool mùa giải năm nay không được kỳ vọng để đua vô địch. Mục tiêu của họ thực ra là top 4 Premier League. Bởi Liverpool biết rằng họ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Thế nhưng The Kop đã chơi cực kỳ tốt để khiến người ta quên đi chúng. Những cái kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta bàn về câu chuyện đấy. Liverpool của một tháng trở lại đây đang gặp nhiều bất ổn. Họ liên tục nhận phải những trận thua và khiến mục tiêu ăn 4 trở nên tan tành mây khói. Kể từ trận thua 3-4 trước Man United tại tứ kết FA Cup, The Kop trải qua thêm 9 trận đấu nữa và kết quả thật đáng thất vọng với chỉ 4 trận thắng, 2 trận hòa và nhận đến 3 thất bại. Chính 5 trận không biết đến mùi chiến thắng khiến họ bị loại khỏi Europa League cũng như bị Arsenal và Man City bỏ xa lại trong cuộc đua đến với chức vô địch ngoại hạng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Liverpool sa sút đến như vậy? Đầu tiên chắc chắn phải là sự chủ quan. Mọi thứ đều ổn đối với Liverpool trước khi họ tiến đến chuyến làm khách trên sân Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết FA Cup. Các fan của Quỷ Đỏ cũng không quá lạc quan cho một chiến thắng của đội nhà. Và tỷ số của 45 phút đầu tiên đã đủ nói lên điều đó. Liverpool dẫn trước với tỷ số 2-1. Thậm chí sang đến hiệp 2, họ còn tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Nhưng sự phung phí cầu thả của cao thủ khiến họ phải trả giá bằng trận thua sau cùng với tỷ số 3-4. Tưởng chừng những thất bại đó khiến đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp ngộ nhận ra nhiều điều. Nhưng không, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn với The Kop. Hàng công của họ thi đấu thiếu hiệu quả, mà sự sa sút của Mohamed Salah chính là minh chứng cho điều đó. Kể từ sau khi trở lại từ chấn thương, vua Ai Cập đã không còn là chính mình. 10 trận gần nhất anh chỉ mới có 4 bàn thắng và 2 trong số đó là từ những quả penalty. Không phải là Salah không có cơ hội, nhiều lại là đằng khác. Nhưng sự kém duyên khó hiểu của anh khiến Liverpool phải trả giá bằng những chuỗi kết quả không tốt. Hầu như ở mỗi trận đấu, Salah thường bỏ lỡ ít nhất một cơ hội ghi bàn ngon ăn. Không chỉ riêng Salah, những Núñez, Diaz hay Gakpo cũng không có được phong độ cao trong khoảng thời gian gần đây. Núñez sau nửa mùa giải thi đấu khá hay thì anh đã tìm lại đúng với bản ngã của mình là sự vô duyên với khung thành của đối phương. 7 trận liên tiếp tịt ngòi và chỉ duy nhất một bàn thắng trong 10 trận gần nhất của tiền đạo người Uruguay đã đủ khắc họa lên hàng công của Lữ đoàn đỏ đang gặp bế tắc như thế nào. Công không được mà thủ thì cũng chẳng xong. Liên tục những sai lầm từ những hậu vệ cho đến tiền vệ khiến Liverpool phải nhận những bàn thua không đáng có. Và quan trọng hơn hết là những cầu thủ thi đấu giữa sân của The Kop cũng tỏ ra đuối hẳn ở phần cuối của mùa giải. Họ rất dễ bị qua người cũng như tỏ ra thua thiệt ở những pha tranh chấp. Có vẻ như lối đá pressing cường độ cao theo thời gian đã bào mòn thể lực của cầu thủ, khiến đôi chân của họ không còn ở trên mặt đất nữa. Để rồi những gì xảy ra hiện tại là hệ quả tất yếu cho những màn trình diễn không thuyết phục của Liverpool trong khoảng một tháng trở lại đây. Vào một ngày đầu năm, Jurgen Klopp bất ngờ thông báo chia tay câu lạc bộ Liverpool. Lý do thì chỉ có một: ông mệt, ông đã hết năng lượng. Người ta vẫn chưa hề hình dung được cụm từ hết năng lượng là như thế nào cho đến ngày hôm qua. Jurgen Klopp last dance, mùa giải cuối cùng tuyệt vời của Jurgen Klopp là những thứ mà người hâm mộ đã từng mơ tưởng khi nghe đến thông báo chia tay này. Thông báo trên còn được củng cố thêm với chức vô địch EFL Cup của Liverpool. Chỉ tiếc thay đó lại là khởi đầu đẹp cho một cái kết đáng thương của The Kop. Jurgen Klopp đã thông báo với ban lãnh đạo Liverpool rằng ông sẽ rời đội bóng thành phố cảng sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng mãi đến cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm nay, họ mới chính thức công bố điều đó. Có vẻ như bộ sậu đội chủ sân Anfield lo lắng rằng những thông báo đường đột như vậy có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ cũng như kết quả của mùa giải. Họ đợi đội bóng ở tâm thế ổn định nhất của mùa giải sẽ thông báo tin sét đánh này đến với mọi người. Họ tin rằng với việc Klopp sẽ rời đội bóng sau gần 10 năm gắn bó, khiến cầu thủ trỗi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn và cống hiến hết mình để giành những chiếc cúp danh hiệu cuối cùng tri ân ông thầy người Đức. Sự hiệu quả có thể thấy rõ rệt khi Liverpool liên tục giành chiến thắng từ tháng 2 trở đi. Cũng trong chuỗi trận ấn tượng ấy, họ chỉ chịu thua trước Arsenal mà thôi, nhưng kết quả đó không quá đáng kể đến vị thế cũng như ngôi đầu bảng của đội bóng tại Premier League. Thậm chí tại Europa League, họ hủy diệt Sparta Praha với tổng tỷ số là 11-2 sau 2 lượt trận.
huấn luyện viên trưởng của đội bóng Cộng hòa Séc sau đó còn phải thốt lên rằng để Liverpool thi đấu tại đấu trường này là một tội ác thật sự. Dù ở đó vẫn còn rất nhiều đội bóng mạnh như Leverkusen, Milan, Marseille, nhưng ai cũng tin rằng với những gì thể hiện được, Liverpool sớm muộn gì cũng sẽ đăng quang ngôi vô địch. Nhưng càng ngày họ lại càng cho thấy sự lao dốc của mình với liên tục những kết quả không tốt từ đấu trường này đến đấu trường khác. Chỉ trong có một tháng ngắn ngủi, Liverpool bị loại khỏi FA Cup, Europa League và mất đi ngôi đầu bảng Premier League vào tay của Arsenal và Man City. Đến nước này, người ta bắt đầu đào lại những lời tuyên bố rời đội bóng trước kia của Jurgen Klopp và có lẽ như nó đã phản tác dụng với cầu thủ Liverpool rồi. Đúng là khoảng thời gian đầu họ vẫn thi đấu khá tốt, nhưng càng về sau thì những áp lực giành danh hiệu cũng như việc phải cày liên tục các mặt trận khiến The Kop không còn là chính mình. Tinh thần của cầu thủ bắt đầu đi xuống rõ rệt để rồi nhận những kết quả không tốt liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn. Và sự việc Mohamed Salah cãi nhau với huấn luyện viên Jurgen Klopp ngay trên sân đấu có thể xem là cái kết buồn của ông thầy người Đức tại đội chủ sân Anfield. Có lẽ nếu muốn được quay ngược lại thời gian, các Liverpoolian muốn rằng phải chi ba lãnh đạo đội bóng không công bố chuyện Klopp rời đội bóng sau khi mùa giải này khép lại thì biết đâu chừng Liverpool sẽ không rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như lúc này. Kỷ nguyên của Klopp gắn liền với bộ ba Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah. Không có bộ ba này, Klopp và Liverpool đã không thể thành công đến mức vậy. Không có Klopp, bộ ba này cũng chỉ là những cái tên bình thường. Họ sinh ra là dành cho nhau và hợp nhau đến nỗi mà khi bộ ba trên tan rã, Klopp đã chẳng thể nào tìm lại bộ ba tấn công nào tròn trịa như cũ. Trong năm mùa giải mà bộ ba này gắn bó với nhau, cụ thể là 197 trận đấu, họ đã ghi được đến 338 bàn thắng và cùng nhau giành 6 danh hiệu lớn nhỏ. Người ta ví đây là một họng súng ba nòng ở Champions League mùa giải 2017-2018. Cả Roberto Firmino, Mo Salah và Sadio Mane đều ghi được 10 bàn thắng. Chính 30 bàn thắng của Liverpool đã giúp đội bóng này lọt vào tận trận chung kết của giải đấu năm đó. Và người ta bắt đầu đặt câu hỏi, ai là người quan trọng nhất trong bộ ba này? Liệu đó sẽ là Sadio Mane hay Salah? Thời điểm mà câu hỏi đó xuất hiện cũng là thời điểm mà người ta hiểu rằng bộ ba trên đã chạm tầm đẳng cấp siêu sao. Tiêu chuẩn của bộ ba tiền đạo trên đã khiến cho việc tìm người thay thế một trong hai cái tên Firmino và Mane là cực kỳ khó khăn. Kể từ đó đến nay, Liverpool đã mang về Luis Diaz, Cody Gakpo, Darwin Núñez, trong khi Diogo Jota ngày càng trở nên hoàn thiện. Thế nhưng chẳng một ai có thể lắp vào hệ thống mượt mà được như trước. Darwin Núñez được mang về với hàng tá những kỳ vọng. Núñez mùa giải năm nay đã khá hơn nhiều so với trước. Nếu tính tổng trên các đấu trường, thì tuyển thủ người Uruguay cũng đã có được 18 bàn thắng và 13 đường kiến tạo. Khổ nỗi, Núñez có hai vấn đề khó bị kịp Mane. Một là trong những lúc đội bóng cần anh nhất, Núñez thường không giải quyết được những cơ hội 10-10 làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Và quá trình phát triển của Núñez cũng tỏ ra quá rắc rối và không ổn định. Cứ mỗi lúc Núñez chơi tốt hơn, được nhiều hy vọng hơn thì anh lại làm mọi người thất vọng. Cody Gakpo thì chỉ là một nỗi thất vọng. Anh lười di chuyển và cũng thiếu đi sự quyết liệt trong từng tình huống xử lý bóng. Trong khi Jota thì chấn thương nhiều quá. Salah mùa này có thể xuống phong độ. Có thể đâu đó là những pha xử lý cực kỳ khó hiểu, nhưng anh vẫn là chủ lực của Liverpool. Hãy nhìn vào số bàn thắng của các tiền đạo Liverpool mùa giải năm nay tại EPL. Salah 17 bàn, Núñez 11 bàn, Jota 10 bàn, Diaz 8 bàn, Gakpo 6 bàn. Một mình Salah đã ghi đến khoảng 33% số bàn thắng đến từ hàng tiền đạo đội bóng này. Và nên nhớ rằng Salah mùa giải năm nay đang đá với vai trò hỗ trợ nhiều hơn. Anh cũng có 9 pha kiến tạo nhiều nhất tại Liverpool. Từ chỗ sở hữu một hàng công đáng sợ nhất châu Âu, hàng công của Liverpool vẫn nguy hiểm, nhưng đâu đó người ta vẫn không thấy được sự đáng sợ như trước. Hàng trăm triệu euro đã được đổ ra để tìm kiếm những cây đinh ba mới, nhưng kết quả mà họ nhận được vẫn là một mũi đinh ba cũ và hai mũi cùn rỉ sét. Và đó là thứ khiến cho Liverpool phần nào xuống phong độ trong quãng thời gian gần đây. Klopp vẫn còn trong tay những trụ cột của kỷ nguyên cũ thành công. Rất nhiều con người trong số được thiết kế đo ni đóng giày cho hệ thống của Jurgen Klopp. Một mai Klopp rời đi, tương lai của họ sẽ đi về đâu? Hai mùa giải gần đây, những cái tên đã từng gắn bó với những tháng năm thành công đã lần lượt rời đi. Đa số là vì tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng đến phong độ từ Roberto Firmino, Jordan Henderson, James Milner, Fabinho hay Sadio Mane. Cùng với đó vẫn còn những cái tên đã gắn bó xuyên suốt với đội bóng chủ sân Anfield trong nhiều mùa giải qua. Nhưng cùng với sự rời đi của Klopp, tương lai của những cái tên này cũng đang là những dấu hỏi lớn. Đầu tiên phải kể đến Mohamed Salah. Trước khi đến với Liverpool, ngôi sao người Ai Cập đã trải qua một giai đoạn khó khăn ở Chelsea, phiêu dạt đến AS Roma. Sau cùng, thì dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, Salah trở thành một phiên bản sân bàn toàn diện nhất của mình. Bằng chứng là mới đây, số 11 đã lập kỷ lục ghi 20 bàn trong 7 mùa liên tiếp tại Liverpool. Mùa này, mỗi lần có Salah trong đội hình thì Liverpool đều bất bại. Sự hiện diện của ngôi sao người Ai Cập khiến cho fan của The Kop luôn yên tâm vì những chiến thắng mở đầu ra bàn thắng của Salah là quá đều đặn.
Nhưng đáng buồn thay là kể từ sau khi trở về từ CAN Cup và gặp chấn thương, Salah đã dần đánh mất chính mình. Anh thi đấu thiếu hiệu quả, xử lý rườm rà khiến cánh phải của Liverpool trở nên vô hại. Nói Salah là một phần nguyên nhân khiến đội chủ sân Anfield thất thế trong cuộc đua vô địch Premier League với Man City và Arsenal cũng không sai một chút nào. Trong 8 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, ngôi sao người Ai Cập chỉ ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên tất cả đều xuất phát từ những quả penalty. Còn lại Salah cũng không có thêm bất cứ kiến tạo nào. Đó là một phong độ rất đáng báo động. Tuổi tác đã khiến đôi chân vua Ai Cập trở nên nặng trĩu và có lẽ đây cũng là thời điểm phải nói lời chia tay. Đã vậy, giữa Salah và Klopp vừa xảy ra một mâu thuẫn cực căng khi cả hai có những cãi vã ngay trên đường biên. Nhiều người nhận xét Salah đã cư xử thiếu chuẩn mực với người thầy. Sau trận đấu, chính tiền đạo này cũng có những phát biểu khiến dư luận sôi sục. Có lẽ đây là mùa giải cuối cùng của Salah và nếu thực sự như vậy thì đó là một kết thúc đáng buồn. Số phận của hai trụ cột đã gắn bó lâu dài như Alisson Becker hay Diogo Jota thì được đảm bảo hơn. Thủ thành người Brazil vẫn luôn duy trì được phong độ đỉnh cao trong nhiều mùa giải trở lại đây. Tuổi 31, Alisson vẫn cho thấy sự chắc chắn và nó sẽ còn duy trì được thêm nhiều năm nữa. Dù đã cao tuổi thế nhưng thủ thành số 1 của Liverpool vẫn được định giá 32 triệu euro. Tương lai của Jota cũng khá chắc chắn bởi vào năm 2022, tiền đạo người Bồ đã gia hạn hợp đồng đến mùa hè 2027. Những chấn thương đang làm ảnh hưởng đến thời lượng ra sân của Jota. Tuy nhiên mỗi lần trở lại, anh vẫn cho thấy bản năng ghi bàn của mình với những cú dứt điểm sắc lẹm. Thiago chắc chắn sẽ ra đi vào mùa hè này. Virgil van Dijk thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Hợp đồng giữa anh và đội bóng chỉ có đến mùa hè 2025, vẫn chưa có một bản hợp đồng gia hạn nào. Bản thân trung vệ người Hà Lan cũng đang băn khoăn bởi anh còn cần xem xét xem kế hoạch của thuyền trưởng mới dành cho mình sẽ như thế nào. Nói chung là tương lai của van Dijk vẫn còn khá 50-50. Thành công của Liverpool không chỉ đến từ công lao của một mình Klopp, vẫn còn một người nữa, đó là Michael Edwards. Sự đến và đi của nhân vật này sẽ khiến cho lịch sử Liverpool thay đổi. Mình nhớ trong vai trò giám đốc thể thao của Liverpool, Michael Edwards đã có những đóng góp cực kỳ quan trọng trong thành công của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp, nhất là ở khâu chuyển nhượng. Cụ thể, Edwards chính là người đã đem về sân Anfield những cái tên chất lượng nhưng với giá cả rất phải chăng. Có thể kể đến những cái tên như Virgil van Dijk, Alisson Becker, Ibrahim Konate, Mohamed Salah và Andy Robertson. Ngay cả khâu bán cầu thủ thì vị giám đốc này cũng rất mát tay để giúp đội bóng bán đi cầu thủ với giá hời. Điển hình nhất là thương vụ Philippe Coutinho sang Barca với giá 142 triệu bảng. Cùng với đó là những thương vụ bán Mamadou Sakho, Ryan Brewster và Dominic Solanke. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Michael Edwards được xem là một trong những giám đốc thể thao giỏi nhất thế giới. Cũng chẳng ngoài khi Edwards cũng chính là kiến trúc sư giúp đánh thức gã khổng lồ Liverpool đang ngủ quên trở thành một thế lực chinh phục danh hiệu từ Champions League cho đến Premier League. Đồng thời, ông cũng giúp cho Liverpool hình thành mô hình kinh doanh tự cung tự cấp, giúp câu lạc bộ dù không có tài chính dư giả như những đối thủ khác nhưng vẫn rất ổn định. Sự rời đi của Michael Edwards hồi tháng 11 năm 2021 khiến rất nhiều cổ viên Liverpool cảm thấy tiếc nuối. Đội bóng cũng trải qua một loạt khó khăn khi nhiều thương vụ chuyển nhượng ở đây không quá như ý. Trước lời tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải này kết thúc, mọi dự liệu đã được ban lãnh đạo The Kop tính tới và mời Michael Edwards trở lại vẫn là điều đúng đắn nhất. Bước sang một thời kỳ mới, đương nhiên Liverpool sẽ cần một bản vẽ mới cho tương lai và tất nhiên một kiến trúc sư đại tài như Edwards hoàn toàn có thể làm được điều đó. Những bước đi đầu tiên của Edwards là về mặt con người. Dù Klopp chưa chính thức rời đi nhưng Liverpool đã xác định được thuyền trưởng tiếp theo của họ là Arne Slot. Tất nhiên là chính Edwards đã thực hiện thương vụ chủ chốt này. Sau đó, dưới vai trò giám đốc điều hành, Michael Edwards sẽ phối hợp với Slot để tìm về những cái tên mới cho một kỷ nguyên mới. Cùng lúc đó, sẽ xác định xem những cái tên trong đội hình hiện tại, ai là người có thể gắn bó thêm và ai sẽ là người ra đi. Có thể đây sẽ là một cuộc đại thanh lọc. Và với tài thương thuyết của mình, Edwards sẽ tạo ra một kỳ chuyển nhượng thành công cho Liverpool, điều mà đội chủ sân Anfield đã không làm được ở mùa hè năm ngoái. Khi một đội bóng thay tướng, nhiều nỗi lo sẽ xuất hiện. Nhưng với sự điều hành của Michael Edwards, đó có thể là một bình minh mới cho quỷ đỏ vùng Merseyside, một bình minh thậm chí còn rực rỡ hơn những gì ở nhiệm kỳ trước của Edwards. Chủ tịch FSG Mike Gordon cho biết, Edwards là một trong nhà điều hành giỏi nhất của bóng đá thế giới. Tôi thực sự vui mừng khi ông ấy trở lại và đảm nhận hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Là một tổ chức, chúng tôi không ngừng cải thiện hoạt động bóng đá, cho dù đó là xác định các cơ hội bên ngoài hay các lĩnh vực cần nâng cấp trong nội bộ. Tôi tin rằng không có người nào tốt hơn Edwards để lãnh đạo chúng tôi tiếp tục quá trình này. Klopp Liverpool đã đến hồi kết, nhưng đáng buồn hơn là Liverpool gần như cũng đã kết thúc luôn kỷ nguyên vàng son của mình. Kỷ nguyên của một Liverpool không biết ngán ai tại châu Âu, một kỷ nguyên đã mang rất nhiều người hâm mộ đến với thứ bóng đá cuồng nhiệt đấy. Tương lai của Liverpool là điều rất khó đoán định. Arne Slot dường như sẽ là người kế vị Klopp.
Slot là một người giỏi và Michael Edwards cũng vậy. Liverpool có thể sẽ không rơi rớt quá sâu ở giải quốc nội. Thế nhưng cứ mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian vừa qua, trong lòng Liverpoolian sẽ lại nhói lên một nhịp về cách mà kỷ nguyên này đã kết thúc theo kiểu thế này.